này cũng được. Ừ, phi hơn. Lên rồi. Ok. Chào mọi người. Hello. Kiểu gì ấy? Kiểu như xấu rồi, kiểu như là cô cảm ấy. Giờ này đang ít người xem, bình tĩnh, từ từ. Mọi người sẽ xem. À, với lại mọi người sẽ xem lại rất là nhiều vì chị đang quay ở trên tết, nó sẽ ít người xem trực tiếp hơn. Nhìn đẹp nha em. Như kiểu là ra mắt người yêu ấy, xấu hổ thế không biết. Em ít khi là... Em ít quay like nhỉ? Chị về em từ cái hồi đi mấy thuật đến đấy. Nhớ. Không thấy vui nhỉ? Vui dã man. Chị không về nha. Mọi người thấy bạn Thúy hôm nay có xinh không ạ? Chào Vũ Hoàng Thanh. Vũ Hoàng Thanh giờ này đang rảnh hử? Chị sẽ để cái này live cho đến lúc gần hết. Chị em mình làm tóc luôn. Lúc chị em mình làm tóc xong thì chị sẽ tắt luôn. Ừ, mình để khoảng 5 phút thôi. Làm tóc một tí là xong rồi. Lên mạng có thể hơi chậm một tí. Lúc nữa xem sẽ thấy. Em đứng ghế đúng không? Ờ, ngồi xuống ghế thấp đó chị. Ngọc Hân và các nàng đã lên hết rồi đúng không? Ừ. Ừ, đúng rồi. Chưa thấy mọi người comment gì sao? Không thấy ai comment khen bạn Thúy xinh nhỉ? Chị ơi, à, đây. Giờ này mấy giờ nhỉ? Về chỉ đang đi làm về. Giờ này đang đi đường ấy. Có nhiều bạn bây giờ chị không quay ra buổi chiều tối. Bởi vì buổi chiều tối chị rảnh chị sẽ không quay á. Bình thường ấy là em còn kẹp thẳng trước cùng gấm.
đủ chưa? Không thấy là đủ nữa. Ôi xong rồi, ôi Thúy đáng yêu quá đây này, thấy chưa? Đấy, mọi người khen Thúy luôn xinh này, Mai cũng xinh, ôi xong rồi, ôi bạn nào khen có tâm quá. Nhưng mà chị có thể đọc comment sau mà tập trung làm không? Chị vẫn tập trung làm mà. Đọc comment nhưng mà vẫn tập trung làm đấy. Không phải là không tập trung đâu.
offline Pokemon ấy. Đang ăn thấy vồ vật cười, bắt hồ thật ruột. Ở đây còn mấy em nè. Ơi, trông các em bị yêu vậy á. Thì em ra ngoài mắt. Em này có dù, có dù, có dù, có dù. Ơ, chị không chơi à? Chưa, chị chưa chơi. Chị không dám chơi, nhỡ chị nghiện thì chết không được. Thời gian phải để đánh cho công việc. Chơi là nghiện. Chung. Ôi trời ơi, sao lại có thể nhiều trái tim như thế này? Chưa? Xong rồi. Chúng ta đã được quá nhiều hình đẹp rồi. Em phải đi đây. Tạm biệt các bạn. Gọi xe đi đã. Chào mọi người nhé. Xin chào mọi người. Bạn Thùy đã phải đi rồi. Cảm ơn mọi người nhé. Ôi dồi ôi, 1000 tim cho chị Mai và Thùy. Cảm ơn bạn Thơ Nguyễn rất là nhiều. Trải nghiệm live đầu tiên của cuộc đời em. Ờ, mỗi lần chị thấy em live được 1 phút ở trên ô tô, xong rồi ngồi không nói câu gì. Mình đã không nói nhiều bởi vì mình xấu hổ. Xin chào mọi người nhé. Bạn Thủy xấu hổ quá, không like nữa.